Sắp tới, bạn sẽ phải nhận một cuộc đánh giá audit từ cơ quan CB nhưng không biết phải làm thế nào để đối ứng. Hoặc là sếp bạn yêu cầu bạn phải lấy được cái chứng nhận ISO nhưng bạn đang bế tắc vì đã làm việc với CB bao giờ đâu. Có thể bạn lâm vào cái tình trạng mà tệ hơn. Nhận audit xong rồi nhưng không biết cách tìm root cause, tìm corrective action để đóng cái NCA nên mãi vẫn chưa nhận được cái chứng nhận từ cơ quan CB. Hay là bạn đang đau đầu để tìm hiểu về cái quá trình nhận được cái chứng nhận ISO từ cơ quan CB. Nếu như bạn đang gặp phải những vấn đề như vậy thì khóa học mới của Lala Plus sẽ giúp bạn. Khóa học bí quyết audit thành công chứng nhận ISO được tạo ra để giúp cho tất cả những ai đang gặp khó khăn về cái quá trình đánh giá này, audit và cái quá trình lấy được chứng nhận ISO từ cơ quan CB. Sau khi bạn hoàn thành khóa học này thì bạn sẽ có được, thứ nhất là kiến thức và kỹ năng nền tảng nhất về audit và cách lấy được các chứng nhận ISO của cơ quan CB. Cái thứ hai là bạn sẽ biết cách chuẩn bị cho bất kỳ một cuộc audit nào từ khách hàng, từ cơ quan bên ngoài và đặc biệt là audit chứng nhận cho tất cả các tiêu chuẩn ISO của cơ quan CB. Không những thế, bạn cũng có sự tự tin và có cái kỹ năng đối ứng audit với auditor một cách rất chuyên nghiệp. Như là biết cách trả lời này, biết cách cung cấp thông tin bằng chứng phù hợp này, biết cách đàm phán và thương lượng để có được một cái kết quả audit tốt nhất cho công ty. Và đương nhiên rồi, sau cuộc audit ấy, thì bạn sẽ biết cách tìm được các root cause, các nguyên nhân gốc rễ và đưa ra được các hành động khắc phục corrective action phù hợp để đóng được tất cả các NC finding mà auditor phát hiện được ở trong cái cuộc đánh giá. Và từ đó bạn sẽ có được cái chứng nhận ISO trong thời gian sớm nhất. Vâng, còn rất nhiều các bí quyết khác nữa để giúp bạn nhận được audit này, đối ứng được audit cho cái chứng nhận ISO mà Lala sẽ chia sẻ trong khóa học này. Và nếu như bạn muốn có được những cái bí quyết, những kỹ năng audit này thì chỉ cần đăng ký khóa học này ở trên cái hệ thống đào tạo của Lala Plus. Chúc bạn sẽ có được những trải nghiệm thú vị khi đăng ký khóa học này và sẽ lấy được cái chứng nhận ISO một cách thành công cho công ty. Hẹn gặp lại bạn ở trong các bài giảng tiếp theo trong khóa học bí quyết audit thành công chứng nhận ISO của Lala Plus.